Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, huyện Cờ Đỏ tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp và triển khai các dự án mới để hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Cho đến nay, một số địa phương đã triển khai được các công trình để có cơ sở đề xuất công nhận đạt chuẩn. Tuyến giao thông nông thôn Trà Ninh tại xã Trung Hưng vừa mới hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Nhờ vậy mà trong những ngày mưa bão liên tục vừa qua, người dân địa phương đã không còn lo lắng chuyện đường xá đi lại khó khăn. Đây là công trình do huyện Cờ Đỏ phân bổ nguồn vốn để hỗ trợ Trung Hưng thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu. Đường ngày xưa thì nó nhỏ và nó bể, nó hẹp. Nói chung là đi lại nó khó khăn. Bây giờ làm đường xong thì thấy nó thông thoáng, bà con đi thoải mái. Chở hàng hay là này kia gì nó cũng dễ dàng hơn, nó đó nhiều. Từ sự hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Trung Hưng qua tự rà soát đã đạt 18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 8 nội dung bắt buộc hoàn thành khi xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đang tiếp tục chỉnh trang trụ sở hành chính và thực hiện vận động nhân dân thực hiện các phần việc còn lại để hoàn chỉnh các tiêu chí. Cái thứ nhất là sửa chữa lại chỉnh trang cái trụ sở ủy ban dân, hàng rào cũng như sân cũng như là sơn phết lại đối với cái trụ sở hành chính của xã. Vấn đề thứ hai đó thì đối với công việc của địa phương đang làm đó là tức là tiếp tục phát quang, làm vệ sinh môi trường để tạo cảnh quan thông thoáng, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp để trong thời gian tới thành phố sẽ kiểm tra và công nhận đối với xã mình đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ngoài tuyến đường Trà Ninh, Trung Hưng còn được huyện Cờ Đỏ đầu tư cải tạo nâng cấp chợ. Năm nay, Cờ Đỏ cho triển khai 7 công trình cầu đường, trường, trạm, trụ sở cơ quan cho hai xã Trung Hưng và Thới Đông để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hầu hết các công trình này đã triển khai đấu thầu và tiến hành xây dựng. Ngoài ra, huyện cũng đã hoàn thành 28 công trình đầu tư cho các xã nông thôn mới được chuyển tiếp từ năm 2023 sang. Thì để mà đạt tiến độ giải ngân của trong năm thì ban cũng tập trung hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để mà đấu thầu các công trình còn lại trong năm 2024 và cũng yêu cầu các nhà thầu các công trình đã có cái hồ sơ thủ tục xong thì yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như là tập trung các thiết bị nhân công, vật tư, máy móc để mà đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình để giải ngân đạt tiến độ theo kế hoạch của huyện đề ra. Năm nay Cờ Đỏ phân bổ ngân sách hơn 202 tỷ đồng để thực hiện 44 công trình dự án, trong đó có 15 công trình mới để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay, tổng khối lượng công trình đã đạt tiến độ giải ngân 67,25%. Chính nhờ sự quan tâm đầu tư mà bộ mặt các xã nông thôn mới ở Cờ Đỏ ngày càng khang trang, an toàn và tiện lợi cho người dân, góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế ở địa phương.